hành trình 48 giờ cùng Gao Đỏ ăn nhậu và đi sự kiện tại Sài Gòn nha. Đây là nơi mà anh Noboru Koneko sẽ ăn tối cùng chúng tôi nha. Anh ấy đã tới và ngồi vào vị trí đối diện tôi luôn nha. Đồ ăn thì nhiều lắm nha, nhưng mà ăn thì ít, nói thì nhiều. Và đây là món khai vị bánh mì truyền thống đặc sản của Sài Gòn, kèm theo rượu vang đỏ và một số món thịt nướng rất ngon lành. Và lúc này Gao Đỏ đang nhận được một món quà từ bạn Đạt. Đó chính là một bức tượng Gao Đỏ nha. Gao Đỏ rất bất ngờ khi nhận được món quà này và nó sẽ được trưng tại sự kiện Manga Comic Con 2023. Anh em thấy sao về bức tượng Gao Đỏ này? Riêng mình thì có một phiên bản mini được mạ vàng luôn nha. Và tiếp theo là một fan nữ bạn xa đã tặng quà cho Gao Đỏ và người phụ nữ bí ẩn luôn đứng cạnh Gao Đỏ kia và xin được phép giữ bí mật nha. Và tiếp sau đó là bạn Tình cũng tặng một món quà, đó chính là hạt điều mật ong, đặc sản của Việt Nam luôn nha. Tiếp theo là đến khúc gây cấn nhất, tôi sẽ biến hình thành Gao Đỏ. Nhưng mà để quên cái điện thoại Gao ở nhà rồi, thôi đành mượn tạm cái áo để tự sướng vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi mặc áo khoác Gao Đỏ nha. Anh em thấy tôi và Gao Đỏ có đẹp trai không? Và oh yeah, được Gao Đỏ chấp nhận lời mời kết bạn luôn nha. Trở thành bạn bè của Gao Đỏ thì sẽ có được những tin tức nóng hổi ngay từ anh nha. Facebook chính chủ của ảnh tôi đã follow rất là lâu rồi. Ngày hôm sau tôi theo chân Gao Đỏ tại sự kiện Manga Comic Con. Và đồng hành với tôi là một bạn Gao sư tử đỏ Hong Kong Alaba. Lối đi ưu tiên thì nói như vậy nè. Rồi bây giờ cùng mình tham quan một vòng sự kiện nha. Sự kiện năm nay rất lớn với rất nhiều gian hàng về mô hình và cosplay. Tôi đi đâu thì sư tử đi theo đó. Còn tôi lên sân khấu thì sư tử ngồi dưới chờ Gao Đỏ ký tên. Anh em nào đã tới sự kiện thì bình luận phía dưới cho mình biết nha. Đây là quầy ABM được tái chế từ các phụ kiện của xe máy. Đi được một vòng thì trời mưa tầm tã, nhưng yên tâm vì đã có mái che và cả mái lạnh luôn nha. Ok, Gao Đỏ đã xuất hiện. Xem cảnh này xong anh em có bị nổi da gà không? Chiến lợi phẩm đầu tiên là helmet của Gao Đỏ từ Transform Studio. Quầy của chú Ben này có rất nhiều đồ cosplay từ Kamen Rider và Power Ranger. Ơ kìa, có fan Joker và siêu nhân người lùi. Ở đây trưng rất nhiều mô hình từ Marvel đến Thanh Gươm Diệt Quỷ. Rồi cũng có 7 viên ngọc rồng. Quầy này có cả Batman và Wonder Woman. Nhiều quá, thôi anh em tự xem nha. Yo-Yo. Hù, đây là con khỉ được làm bằng vỏ xe máy nha. Có cả rồng và Gao cọp đen cũng được tái chế từ vỏ xe máy luôn nha. Khoa đặc biệt rất thích các mô hình được tái chế từ phế liệu như thế này, vì nó là độc bản mà còn giúp bảo vệ môi trường nữa nha. Tiếp theo là dự án Vi Cự Việt Nhân. Họ dựa theo rất ít các sử liệu hiếm hoi còn sót lại để cố gắng mô phỏng chân thật nhất có thể các quan binh, đại thần và vua chúa của Việt Nam xưa. Ở đây có các mô hình tỉnh cũng như tỷ lệ 1:6 action figure với các bộ giáp rất là chi tiết luôn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với gian hàng mà ai cũng sẽ phải ghé qua khi đến với sự kiện Manga Comic Con 2023 này. Đó chính là Việt Nam Toy Show, nơi trưng bày các sản phẩm Gattai Limited và rất nhiều sản phẩm độc lạ Sài Gòn khác nữa nha. Đây là gian hàng yêu thích của tôi, bao gồm những con Limited. Đây là Orobo và siêu nhân xe mạ vàng bản giới hạn 10 con. Gao mạ vàng và Panda thì ai cũng biết rồi nha. Đây là bản Gao Đỏ Resin, Geki mạ cam và Dino Megazord mạ vàng 18K. Đây là các mô hình xe tăng và xe của Batman. Tiếp theo là quầy đồ công chúa cosplay. Rất là nhiều đồ cosplay cho anh em lựa chọn luôn nha. Đi một vòng nữa thì cũng đã đói bụng. Bây giờ tôi sẽ qua khu vực ăn uống để check-in vài món nha. Chả cá, cơm lam, nước mía, nước dừa đây cô bác ơi.
Ăn trưa xong thì mình sẽ quay lại với gian hàng Vị Cư Việt Nhân. Trời, đang đổ mưa. Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay là Khang sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái Vĩnh Cự Việt Nam, là một trong những cái action figure 16 làm đúng theo tư liệu của lịch sử Việt Nam mình luôn, do Khang này nghiên cứu và sưu tập. Rồi anh Khang sẽ có một số lời muốn nói chia sẻ với anh em trên kênh của mình nha. Dạ, team của mình là về văn hóa Việt và tái tạo lại văn hóa để cho mọi người có cách nhìn rõ nét hơn về ông cha của mình, cũng như là khơi dậy một cái niềm đam mê và niềm tự hào nào đó để hướng tới là xây dựng một cái cộng đồng và ở đó mà mọi người có niềm yêu thích về sử Việt. Và bây giờ giải lao một xíu tại quầy Việt Nam Toy Show nha. Cuối cùng để mà lấy cái áo có chữ ký của Điện Can nha. Chỉ là cao độ luôn, bông hai phát mà. Mai thương anh, không được mai. À thôi ok. Rồi ok, bữa nay. Tôi vẫn sẽ xé bao theo phong cách riêng của mình. Đình ơi. Người có tay giúp cho Đình à. Đình ơi, Đình ơi. Tôi đã thắng mini game này và sẽ bỏ thăm vào thùng để Gao Đỏ rút vào ngày mai nha. Review phần thưởng luôn. Và ngày Chủ nhật hôm sau cũng đã đến rồi nha. Mọi người đang xếp hàng chờ tôi. Nhập chờ Gao Đỏ nha. Và gian hàng của siêu nhân Điện Quang. Anh em có xem siêu nhân này không? Hôm Chủ nhật là ngày cuối cùng nên đông hơn thứ bảy rất là nhiều nha. Con bi khổng lồ này thì Chủ nhật mới có, còn thứ bảy thì không nha. Anh em thấy con Transformer này đẹp không? Đồ tái chế từ phụ kiện xe máy và ô tô đó nha. Thêm một số hình ảnh của ngày Chủ nhật trước khi đến với phần lên sân khấu của Paragon nha. Và sau đây là bài phát biểu của tôi để tưởng nhớ và tri ân người siêu anh hùng của chúng ta Jason David Frank, Tommy Oliver. Sau đó tôi đã đi lại và chụp ảnh lưu niệm với bạn cosplayer đã hỗ trợ tôi hóa thân thành Green Ranger. Và cuối cùng thì Gao Đỏ sẽ đến quầy Việt Nam Toy Show và đích thân bốc thăm trúng thưởng nha. Phần thưởng đặc biệt nhất là một chiếc áo thun thương hiệu Conchurance của Gao Đỏ và đã được anh ký tặng lên sẵn luôn nha. Và tôi cũng đang được mặc chiếc áo của anh Gao Đỏ tặng này nha. Đây là lúc các bạn tranh thủ bỏ thêm những lá phiếu cuối cùng trước khi Gao Đỏ đến và bốc thăm lên và công bố người may mắn trúng thưởng nha. Anh em nào đã tham dự buổi bốc thăm này thì hãy cho mình cảm nhận dưới phần bình luận nha. Không khí bây giờ rất sôi nổi và hồi hộp khi đang chờ đợi anh Gao Đỏ đến và bốc thăm. Are you ready? Áo đó thì tôi có rồi và tôi cũng không có trúng thưởng nữa. Thôi đi về. À quên, nếu anh em thích siêu nhân nói chung hoặc mô hình siêu nhân nói riêng thì like và subscribe cho kênh của mình nha. Phần cuối cùng là về nhà, lau chùi dọn dẹp và chúng ta hãy cùng xem lại thành quả của 2 ngày cuối tuần vừa rồi nha.